Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin được cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại NVC đến ngày 3 tháng 10 năm 2022. Lịch giải quyết hồ sơ định cư Mỹ gồm có lịch cấp case number và invoice ID number, xét hồ sơ 6 bước NVC và cuối cùng là trả lời thư ask NVC. Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, mình xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu mọi người cảm thấy video của mình hay, chia sẻ những thông tin hữu ích, xin mọi người tiếp tục ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả mọi người và xin kính chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Sau đây lịch giải quyết các hồ sơ đang ở NVC đến ngày 3 tháng 10 năm 2022 đối với các diện bảo lãnh cơ bản, diện F1, diện F2A, F2B, F3, F4, diện CR1, IR1, CR2, IR2, IR5, K1. NVC đã cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ NVC nhận từ USIT, tức đã chấp thuận approve đến ngày 8 tháng 9 năm 2022, tăng được 6 ngày. Thời gian trung bình NVC nhận được hồ sơ từ sở di trú gửi qua khoảng 30 cho đến 45 ngày. Sau đây, lịch giải quyết các hồ sơ đang ở NVC đến ngày 3 tháng 10 năm 2022. Đối với các diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4, CR1, IR1, CR2, IR2, IR5, K1, xét hồ sơ nộp đủ giấy tờ 6 bước submit đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, tăng được 18 ngày. 6 bước bao gồm đóng các mức phí, nộp các giấy tờ dân sự, giấy tờ tài chính và điền đơn DS-260. Và tiếp theo đây, lịch giải quyết các hồ sơ đang ở NVC đến ngày 3 tháng 10 năm 2022 đối với các diện bảo lãnh,
diện F1, F2A, F2B, F3, F4, CR1, IR1, CR2, IR2, IR5, K1. NVC đã trả lời đơn ASNVC mà cô chú, anh chị và các bạn đã gửi để hỏi thăm về tình trạng hồ sơ của mình đến ngày 13 tháng 8 năm 2022, tăng được 11 ngày. Trung tâm chiếu kháng NVC sẽ trả lời các câu hỏi mà mọi người đã gửi để hỏi thăm tình trạng hồ sơ của mình. Vì vậy, nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mọi người có thể liên lạc với NVC.